Phục vụ phòng đây. Cổ họng cô ấy bị rạch bởi một vật sắc. Phòng này hoàn toàn trống rỗng, không có giường hay nệm, cũng không có khăn. Có người lấy đi vài món lưu niệm. Tôi sẽ kiểm tra camera bảo vệ. Alice Dominguez bị cướp. Cũng không phải phòng cô ấy. Tên đăng ký là Baker. Nhẫn cưới. Người chồng đâu? Tôi nghĩ là tiếng điện thoại rung. Anh nghe thấy à? Anh về rồi. Đội điều tra hiện trường, phần 4, tập 2, không dấu vết.